Người hơi ốm. Thưa các bạn, thưa các đồng chí, hôm nay coi như là tôi đi vào miền Nam để gặp thăm anh Gia Ba, tức là người thủ trưởng của tôi. Rồi hôm nay thì tôi đến Sài Gòn, tức là tôi đang ở khách sạn Minh Quân. Thì có một người coi như là hâm mộ, anh tên là anh Hợi ở Cà Mau. Vâng, anh Hợi coi như là rất chi là quý mến và coi như là ưa thích, gọi là bản thân tôi về chuyện và kênh ý kiến của quý điện. Thì hôm nay thì coi như là tôi rất chi là cảm động và sung sướng. Nhưng nói thật và nói với các bạn là tôi với anh Hợi là có người không gọi là không quen biết. Thì đến ngày hôm nay thì coi như là tôi phải nói là tôi rất tự hào. Đấy, tự hào cho mọi người. Coi như là anh Hợi coi như là đã coi như là đến trực tiếp, cất công đến trực tiếp. Bây giờ đến thăm tôi và coi như là hỏi thăm sức khỏe, rồi coi như là anh em mình trò chuyện như anh em ruột trong nhà luôn. Tôi nói với các bạn như thế. Đấy, và tôi rất chi là sung sướng. Có những người như chú Hợi. Hỏi. Có những người chú Hợi thông cảm cho tôi và trong cái cuộc đời lính chiến của tôi đến giờ phút giờ nó thật với các bạn là 40 năm trời tôi không được coi như là được sống cái chế độ gì hết. Đấy. Là như thế. Nên là hôm nay tôi rất chi là ngưỡng mộ anh Hợi. Và rất cảm động. Có những người như anh Hợi, anh rất chi là cảm ơn và cảm ơn mãi mãi, ngàn lần cảm ơn. Thì tôi cũng rất là chia sẻ với các bạn, tại vì tôi thấy là các bậc đàn anh của chúng tôi đã đi là chiến đấu. Lúc đó tôi ngấp nghé 16, 17 tuổi thôi, nhưng mà lúc đó, thời điểm đó tôi đang là học sinh, tôi cũng chưa được là lên đường tổng quân. Nhưng mà sau này nghe đến khi tôi lớn lên đến thời nay đó, thì qua cái kinh lính chiến của anh Diện đó, thì đưa lên những cái thông tin. Chứ không thì sau này cái số của các anh đi Campuchia đó thì nó cũng làm cái nó mai một rồi. Mà không nhờ cái kinh lính chiến của anh Diện á thì chắc chúng tôi cũng không biết được đâu. Thì nay á, thì tôi cũng vô tình là tôi cũng xem cái năm ngoái tôi cũng vô xem tôi dịch bệnh, tôi phục vụ Covid. Xong đó tôi cũng buồn, tôi nằm trên mua cái điện thoại thông minh đó, tôi xem rồi tôi mới thấy được. Thì từ đó là tôi xem là được mấy kênh, là tức là anh Cảm, anh Niên, anh Sơn, anh Ánh, là những cái bài học là những động vật là cha chú để lại, và cái hay những người từng chinh chiến mà trở về cuộc sống đời thường quá là hay rồi. Đấy. Thì bây giờ cái thiệt thòi của các anh thấy hiện quá tội, hiện chưa được cái hưởng lợi về cái chế độ chính sách đó. Thì tôi vô tình là tôi cũng xem trên kênh, là tôi biết anh là hôm nay anh là vô Sài Gòn và đi tìm thủ trưởng, và một mặt là đi làm lại cái giấy tờ để anh được cái hưởng lợi cái chính sách về chế độ thương binh. Thì nay tôi có chuyến lên Sài Gòn đấy, là ngay cùng dịp luôn để gặp đó là cái kênh lính chiến và anh Tuấn Sơn đó. Thì tôi, anh em tôi quá mừng, mà tôi rất thương ảnh. Ảnh là một người anh của tôi, nhưng mà tôi tấm tôi rất thương người. Thì tôi thấy như vậy tôi ghé qua anh em trò chuyện dâm phúc để trao tình cảm anh em. Nhưng mà tôi cũng có cái thiện chí là mời các anh em anh ấy, là tôi sẽ tài trợ một cái chuyến xe từ chiều hôm nay, là tôi lên rồi vô tình đó tôi đưa các anh về chỗ tìm anh bé Ba đó, chỗ Vĩnh Long đó. Thì đối với tôi miền Tây thì nó chuyện bình thường thôi, tôi cùng về thì thôi. Nhưng mà anh ấy, các anh là còn gặp lại những cựu chiến binh rồi lưu lại là ngày mai mới đi, cho nên thì thôi anh đi lại cũng được. Và cũng có một cái anh bạn làm ở bệnh viện Triều An đó, tôi có thấy đó, là cùng đi rồi giúp đỡ các anh đi tận tình, vậy là tôi cũng đã mừng rồi. Trong cái thâm tâm tôi vậy thôi chứ tôi không có gì hết. Thì nếu mà cái kênh lính chiến và các anh có cái điều kiện mà xuống thành phố Cà Mau, tôi là rừng U Minh ngày xưa cũng bị khu kháng chiến đó. Thì nếu mà xuống dưới đó thì ngay thành phố Cà Mau thì các anh cứ điện tôi. Tôi cũng từng đi câu cá rừng U Minh Thượng, U Minh Hạ rồi chinh chiến suốt. Câu vui thôi chứ không gì. Nhưng mà nhà thì nói chung là tôi cũng có cái hoàn cảnh. Mỗi người thì mỗi có hoàn cảnh mỗi khác nhau, không ai giống ai cả. Nhưng mà trải qua những độ tuổi này thì mình cũng nếm đủ hết rồi. Tôi mà tôi sống miền Nam theo gia đình vô trong này năm 78, 80 luôn.
Vâng. Đấy. Thì thôi nay tôi trở thành người miền Nam rồi, cũng nói tiếng Nam còn lại rồi. Rồi thì phản cũng bây giờ, hồi xưa thì cũng khó đi, đường xá xa xôi. Mà nay thì xe cộ máy bay thì nó đơn giản, lên Cần Thơ thì đi được thôi. Đấy, như tôi thì miền Tây lên Cần Thơ thôi. Đấy, Cà Mau nó cũng bay rồi đó, nhưng mà tạm dừng cái lý do gì thì mình không biết. Máy bay được mấy tháng thì đang tạm dừng. Thì nếu có dịp á, các đồng chí mời anh em xuống Cà Mau chơi, ăn cua với tôm. Tôm cua Cà Mau thoải mái, cá đồng, quê hương. 2-3 tiếng gì đó tới Cà Mau chơi, thì em mời các anh xuống nhà em, có điều kiện chơi nhà em thì nói chung thì cũng gọi là xịn soạn nhà vườn, vui chơi chính. Tôi thích thế. Rồi xuống đất mũi, từ nhà em xuống đất mũi 100 cây số thì vô tư các anh cứ xuống dưới đi, em thoải mái. Không có gì, đường xá giờ nói chung lưu thông. Đấy. Thì thôi thì tôi nếu mà cái điều kiện như thế nó vậy, còn nếu ngày mai thì hai anh đi với đoàn đi thì tôi lui lại, thì không đi được với tôi cũng tôi xin chúc cái đoàn đi gặp nhiều cái may mắn, trong được quý nhân phù trợ cho anh thì để cho anh vui, gia đình rồi xóm làng rồi quê hương này nọ rồi các thứ. Thì mang tiếng đi chiến tranh chiến đấu mấy chục năm, bao nhiêu năm đó mà về coi như vậy thì cũng thiệt thòi quá.